Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Long Nai phối hợp cùng Phòng Lao động Thương minh và Xã hội huyện Long Thành tổ chức tặng 100 phần quà Tết mỗi phần trị giá 300.000 đồng tiền mặt cho trẻ em dưới 16 tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Phước Thái, Phước Bình, Lộc An và thị trấn Long Thành. Tổng cộng trong dịp Tết nguyên đán năm nay, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh đã vận động tặng 1.100 phần quà Tết cho các trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị mất việc làm tại tất cả 11 huyện, thành phố trong toàn tỉnh, mỗi địa phương 100 phần quà tuy giá trị phần quà nhỏ nhưng lại là niềm vui to lớn đối với các em để đón mùa xuân mới nhiều mơ ước khát vọng hơn